hiện với những lĩnh vực di sản văn hóa nghệ nhân Hồ Văn Sinh đã được cộng đồng tôn vinh là một trong những người còn giữ lửa về múa khèn bông cổ và đạt được đến tinh thần hoa bản địa ý nghĩa nhất. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cầm cái hoa này để cho bản nhiêu tất của tôi giúp anh làm 3 tấn nhé. Đây con nhớ để không nha, là đi dép kia là không được, phải đi giày, đi bốc, phải đi đúng điều của nó, đi đúng kiểu của nó, phải diễn là phải làm đúng. Thưa quý vị thân mến, biểu tượng đặc trưng của người Mông là cây khèn và nghệ thuật khèn. Độc đáo là tiếng khèn gắn bó với mọi người trong cộng đồng, cả lúc sống và khi chết. Chính vì thế, nghệ thuật khèn có sức sống kỳ diều, không một loại nhạc cụ nào có thể thay thế được. Trong cộng đồng người Mông, có nhiều người thích thổi khèn, nhưng để nhuần nhuyễn, âm điệu, cung bậc thầm bồng thì không phải ai cũng đạt được. Và chúng ta đang thấy phần trình diễn của nghệ nhân khèn Xuân Văn Sinh hôm nay cùng với chúng ta để giới thiệu nghệ thuật khèn Mông, di sản văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông. Với người đàn ông Mông thì biết thổi khèn, múa khèn là một niềm tự hào. Họ được nổi trội hơn trong những ngày hội, rồi cả những cuộc vui, cả những nỗi buồn đều được họ thể hiện thông qua những điệu khèn. Tiếng đàn môi, tiếng đàn môi.